Mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và thiết bị nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu hai sản phẩm đến từ thương hiệu Ariston nhé. Ở bên cạnh Vân, đây là hai sản phẩm mà mình đang muốn chia sẻ tới. Thì đầu tiên đó là chiếc lò nướng kết hợp hấp có mã số MS798ISA. Thì ở cái lò nướng kết hợp hấp này, đầu tiên nhìn từ cái phía bên ngoài, mình cảm thấy nó rất là sang trọng, tại vì nó là mặt kính đen được kết hợp chung với kim loại đây. Và ở phía trên thì cũng sẽ được kết hợp chung cả cái màn hình, cái này là màn hình LED để mà mình có thể dễ dàng mình sử dụng hơn, mình biết được những cái thông số. Và ở đây cũng sẽ là cái cảm ứng để mà mình có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ cũng như là những cái công năng mà mình mong muốn. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở bên trong cho mọi người xem ha. Đây, cái chiếc lò nướng kết hợp hấp này được làm bằng công nghệ làm sạch hơi nước, có chức năng đó là 3 chức năng truyền thống cộng 7 chức năng đặc biệt. Dung tích của khoang lò thì là 31 lít cho nên sẽ phù hợp với những gia đình ít người hơn. Nhiệt độ hấp đó là từ 40 độ C đến 100 độ C. Có chức năng phân bố nhiệt đó là từ 40 độ C đến 230 độ C. Chế độ nấu ăn cài đặt sẵn, điều khiển cảm ứng, dung tích thay nước đó là 2 lít. Que đo có thêm cả que đo nhiệt độ và cả mức năng điện năng tiêu thụ đó là năng lượng A. Chính vì vậy có nghĩa là nó sẽ tiết kiệm năng lượng cho mình rất là nhiều. Ở đây thì khi mà mua cũng sẽ được tặng thêm cái sản phẩm đó là hướng dẫn sử dụng như thế này nhé. Đây mọi người có thể nhìn thấy được cái phần bên trong. Ở đây thì mình có thể thấy nó là một cái khay đựng để mà chúng ta vệ sinh. Mình sẽ chế nước vào, ở đây cũng sẽ có thêm một cái miếng bọc biển cho mình luôn. Đây thì mình chỉ cần chế nước vào và sau đó mình có thể bật lò lên và cũng sẽ có cái hướng dẫn cụ thể ở trong này để mà mình có thể vệ sinh được lò bằng hơi nước rất là tiện lợi, chứ mình không có phải dùng khăn để mà mình lau chùi từng cái ngóc ngách nữa, thì rất là tiện lợi cho mình. Đây, tiếp theo đó là một cái chiếc lò nướng đa năng lắp âm. Thì ở đây mọi người có thể thấy đầu tiên là về cái thiết kế lắp âm thì cũng sẽ giúp cho cái không gian của mình nó được gọn gàng hơn, nó tinh tế hơn và đặc biệt là có sự thẩm mỹ nhiều hơn. Thì lò nướng này có mã số đó là FA2844HISAAOS. Ở cái chiếc lò nướng này thì mình cũng sẽ thấy được đó là sự thiết kế khá là tinh tế khi mà kết hợp từ mặt kính đen này, kim loại ở phía bên ngoài, ở đây là sẽ có cái bảng hiển thị nè, và sẽ là có cái núm cơ để mà mình điều khiển. Bên này là sẽ điều khiển được nhiệt độ, còn bên này thì sẽ là điều khiển những cái chức năng tương tự theo cái ý mà mình mong muốn ha. Ở phía bên trong cái mặt kính này thì mình sẽ nhìn được cái vào cái phần bên trong này, ví dụ như mình muốn nướng cái gì đó thì mình có thể thấy được cái thực phẩm của mình nướng chín được tới đâu rồi, đã ưng ý mình chưa. Ở đây là cái núm, cái cây để mà vặn nó sẽ được làm bằng hình tròn, thao tác dễ dàng hơn. Và đây là cái phía bên trong, đây mọi người có thể thấy được cái phía bên trong sẽ có khay này, hai cái miếng này, và đi kèm chung đó là sẽ có cái bảng hướng dẫn sử dụng cũng như là nhiều công thức nấu ăn thì được cài đặt sẵn, mình có thể theo nó mình làm theo. Ở đây thì cũng sẽ có thêm cả cái chức năng gọi là kiểm soát nhiệt độ, có nghĩa là ở Ariston nó sẽ có cái chức năng là cảm biến nhiệt độ, mình có thể biết được là cái nhiệt độ thực sự bên trong lò là bao nhiêu, đã đủ để mình làm bánh hay là mình nướng gà hay chưa, và sau đó thì mình có thể điều chỉnh theo cái chế độ mà mình mong muốn hơn. Thì tiếp theo nữa đó là cái phần dung tích của nó là 71 lít và có 8 chức năng cơ bản cũng như là 2 chức năng đặc biệt, rất là dễ dàng cho chúng ta sử dụng. Đây mọi người có thể thấy là cái cửa nâng rất là nhẹ nhàng rồi mọi người đó. Thì để có thể biết thêm về hai sản phẩm này, mọi người đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ hẹn gặp lại mọi người ở một video sau. Chào tạm biệt.